đường DT741 đoạn từ trạm thu phí xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đến ngã ba trạm điện thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, hầu hết các ổ gà, đoạn hư hỏng trên đường này đã được lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước sửa chữa, vá lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trên đường về quê khi đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước. Được biết, gần một tuần qua, đã có hơn 50.000 lượt người dân có quê ở Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung, miền Bắc đang làm ăn ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Bình Phước trên đường DT741, quốc lộ 14 để về quê. Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai các đoàn xe cảnh sát giao thông hộ tống, dẫn đoàn người đi qua tỉnh. Cùng với đó, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã huy động nhiều xe chuyên dụng, xe nâng, cứu hộ, cùng xe cứu thương và các lực lượng trực dọc các tuyến đường đoàn người đi qua nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân không may gặp sự cố, hư hỏng xe, tai nạn dọc đường. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, những ngày dẫn đoàn vừa qua đã ghi nhận hơn 1.250 phương tiện bị hư hỏng, 10 trường hợp tai nạn, va quẹt, bị té ngã, khiến hàng chục người bị thương. Trong đó có 7 trường hợp người dân gặp tai nạn do sụp ổ gà trên đường. Tất cả các trường hợp đều được các lực lượng chức năng hỗ trợ, sơ cấp cứu kịp thời. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước, sau khi nắm thông tin về hai tuyến đường quốc lộ 14 và DT741 bị hư hỏng, nhiều ổ gà tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân lưu thông trên đường, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước đã có văn bản và làm việc với các đơn vị quản lý hai tuyến đường này để kịp thời khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn. Dự báo trong những ngày tới vẫn sẽ tiếp tục có các đoàn người về quê qua tỉnh Bình Phước. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng đề nghị Công an tỉnh hạn chế việc đưa các đoàn người đi trong đêm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các lực lượng khi hỗ trợ dẫn đoàn.